Mến chào quý vị, Lan Nơ rất vinh dự khi luôn được đồng hành với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh tin tức 24 giờ TV. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính sách nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Khúc mắc lớn khiến đàm phán hòa bình Nga-Ukraine khó thành hiện thực. Một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẵn sàng trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về thỏa thuận hòa bình tương lai ở Ukraine, điện kremlin khẳng định quan điểm được tổng thống biden đưa ra nga phải rời ukraine để bắt đầu đàm phán là không thể chấp nhận được điều đó cho thấy triển vọng đàm phán kết thúc xung đột ở ukraine hiện nay vẫn là một viễn cảnh xa vời tổng thống mỹ joe biden cho biết ông sẵn sàng đối thoại với tổng thống nga vladimir putin về việc chấm dứt cuộc xung đột ở ukraine nếu ông putin nghiêm túc trong đàm phán hòa bình dù vậy các quan chức mỹ cho rằng theo đánh giá của họ nga chưa chuẩn bị thiện trí đàm phán bởi các quan chức Nga liên tục nhắc lại những yêu cầu cứng rắn không thể chấp nhận được với Ukraine. Mặc dù bình luận của ông Biden được giới quan sát cho là điểm mới khi nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đến hướng đi đàm phán hòa bình với Nga, nhưng người phát ngôn Hội đồng An ninh John Kirby khẳng định với báo giới rằng lập trường của ông Biden không thay đổi. Tổng thống Biden vẫn có lập trường nhất quán về việc này, tổng thống không có ý định đàm phán với tổng thống Putin hiện nay, như ông ấy đã khẳng định Tổng thống Putin hoàn toàn không quan tâm đến các hình thức đối thoại, mà trái lại những gì ông ấy đang làm cho thấy ông Putin chỉ quan tâm đến việc tiếp tục cuộc xung đột này. Tại Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp báo ngày 2 tháng 12 nói rằng Tổng thống Putin vẫn cởi mở với các cuộc tiếp xúc và đàm phán, và Moscow vẫn nghiêng về giải pháp ngoại giao để đạt được các mục tiêu. Dù vậy, ông Peskov cho biết Mỹ vẫn không công nhận các vùng lãnh thổ mới sáp nhập là một phần của Nga, đồng thời đánh giá điều này sẽ khiến cho việc tìm kiếm điểm chung cho các cuộc trao đổi trở nên phức tạp hơn. Washington cho rằng lập trường của Nga khiến những cuộc đàm phán nghiêm túc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khó diễn ra khi cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg vào giữa tháng 3. Ông Zelensky khẳng định, xung đột không thể kết thúc cho đến khi Ukraine giành lại được tất cả lãnh thổ từ Nga, trong đó có các vùng lãnh thổ mới sắp nhập và bán đảo Crimea. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay, Nga đã cho thấy một điều rõ ràng là họ không quan tâm đến những cuộc đối thoại và ngoại giao mang tính xây dựng. Bất kỳ cuộc trao đổi nào giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin đều là giả thuyết trong thời điểm hiện tại. Ông Price nói: "Chúng tôi đã tuyên bố rõ ràng rằng Mỹ và các quốc gia trên thế giới sẽ không bao giờ công nhận lãnh thổ Nga đã sáp nhập bất hợp pháp cả các vùng lãnh thổ năm 2014 và gần đây." Bình luận của Tổng thống Biden được đưa ra trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron người đã trao đổi một số lần với Tổng thống Putin trong năm qua, trong đó có cuộc trao đổi vào cuối tháng 8. Sau đó, các quan chức cấp cao Mỹ đã đặt ra câu hỏi liệu những bước tiến quân sự của Ukraine trên chiến trường có mở ra cánh cửa đàm phán hay không? Tháng trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley bình luận nếu Ukraine giành được vị thế sức mạnh, điều này sẽ tạo ra khả năng cho một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, ông Anders Ford Rasmussen, cựu tổng thư ký NATO cho biết, đã trao đổi với các quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden và không có dấu hiệu nào cho thấy họ đang hối thúc chính quyền Ukraine bắt đầu đàm phán với Nga. Ông Rasmussen bình luận, đó chỉ là một ý tưởng được nêu ra nhưng nó đã kết thúc ngay lập tức. Đồng thời ông cho rằng việc thúc đẩy Tổng thống Zelensky tham gia một tiến trình hòa bình vội vàng sẽ làm suy yếu sự đoàn kết của phương Tây bởi đó sẽ là một cái bẫy. Ông đánh giá phía Nga chưa nghiêm túc với tiến trình đàm phán hòa bình. Các quan chức Ukraine cũng có lập trường tương tự khi cảnh báo Nga có thể dừng giao tranh để đàm phán, nhưng sẽ sử dụng khoảng thời gian đó để chuẩn bị cho các cuộc tấn công quân sự mới. Tổng thống Macron đã xác nhận sự ủng hộ của Pháp cho Ukraine và khẳng định sẽ không bao giờ hối thúc Ukraine đưa ra nhượng bộ mà họ không thể chấp nhận được. Ngày 4 tháng 12, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani nhận định các cuộc tấn công của Nga vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng của Ukraine như lưới điện khiến bất kỳ cuộc đối thoại nào đều trở nên bất khả thi. Ngoại trưởng Italia bình luận, tất cả chúng ta đều muốn hòa bình, nhưng điều đó phải đi cùng với sự độc lập của Ukraine, chứ không phải là sự đầu hàng. Đồng thời cho rằng trách nhiệm trong trường hợp này thuộc về Nga và Điện Kremlin phải thể hiện những tín hiệu cụ thể thay vì tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine. Quan chức Nhà Trắng cho biết, họ không bất ngờ trước phản ứng của Nga về những tuyên bố của Tổng thống Biden. Hầu như rất ít quan chức trong đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Biden mong đợi lập trường khác biệt từ phía Nga. Các quan chức này cho rằng bình luận trên không phải là sự dịch chuyển trong chính sách đối ngoại hay là sự thay đổi lập trường của Tổng thống Biden về cam kết mà theo đó giới lãnh đạo Ukraine sẽ quyết định khi nào và cách thức nào đàm phán để chấm dứt xung đột. Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Biden tin rằng đàm phán là điều cần thiết nhưng không cho là các cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin sẽ khả thi, trừ khi những thực tế trên thực địa thay đổi. Tổng thống Biden nhấn mạnh nếu Tổng thống Putin thực sự tìm cách chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, ông sẽ tham vấn với Pháp và các đồng minh khác trong NATO để đối thoại với Tổng thống Putin. Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại với Tổng thống Putin nhằm tránh những leo thang nguy hiểm và tính toán sai lầm. Sáng ngày 2 tháng 12, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã tiến hành điện đàm với Tổng thống Putin. Thông báo của Điện Kremlin về cuộc điện đàm này đã đổ lỗi cho phương Tây về sự thiếu vắng của các cuộc đàm phán, đồng thời cho biết hướng tiếp cận của phương Tây khi bơm vũ khí cho chính quyền Kiev và cung cấp hỗ trợ tài chính cũng như chính trị đã khiến Kiev từ chối bất kỳ ý tưởng đàm phán nào. Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo phương Tây đang lo ngại về những tác động kinh tế của cuộc xung đột đẩy giá năng lượng và lương thực trên thế giới tăng cao. Tại Mỹ, một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã thể hiện sự thất vọng khi chính quyền Tổng thống Biden cung cấp gần 20 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ khi xung đột nổ ra, dường như đang viết những tấm xét khống mà không nêu rõ giải pháp nhằm chấm dứt xung đột. Các quan chức Nhà Trắng cũng cho biết, bình luận của Tổng thống Biden về việc sẵn sàng gặp Tổng thống Putin theo những điều kiện nhất định, không nhằm xoa dịu đến những nhóm trên mà thể hiện rằng Mỹ không đóng sập khả năng ngoại giao. Mặc dù Tổng thống Biden không trao đổi với Tổng thống Putin từ giữa tháng 2. Phát biểu một ngày trước khi Tổng thống Biden có những nhận định trên, ông Rasmussen cho biết, ông không cho rằng Ukraine sẽ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình cho phép Nga kiểm soát bất kỳ vùng lãnh thổ nào của nước này. Cựu Tổng thư ký NATO bình luận, "Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chừng nào quân đội Nga còn ở trên lãnh thổ Ukraine, thì xung đột vẫn tiếp diễn. Mỹ cáo buộc Tổng thống Putin không thật sự muốn hòa đàm, dự báo giao tranh giảm nhịp độ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland đã đến thăm Ukraine ngày 4 tháng 12 để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky giữa lúc chiến sự tiếp diễn chưa hồi kết. Bà Nuland nói với các phóng viên theo Reuters, Ngoại giao rõ ràng là mục tiêu của tất cả mọi người, nhưng bạn phải có một đối tác sẵn sàng. Và rất rõ ràng là ông Putin không chân thành hoặc không sẵn sàng, dù là về các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng hay là về những lời hoa Mỹ từ điện Kremlin và thái độ nói chung. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 1 tháng 12 cho biết, ông sẵn sàng đối thoại với ông Putin nếu nhà lãnh đạo Nga quan tâm đến việc chấm dứt chiến sự. Song ý tưởng này nhanh chóng lụi tàn khi điện Kremlin cho rằng phương Tây phải công nhận việc Moscow sáp nhập bốn khu vực của Ukraine. Theo bà Nuland, phản ứng này từ Nga cho thấy họ không nghiêm túc ra sao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nhanh chóng phản hồi. Bà Zakharova nói trên Telegram chỉ ra các cuộc tấn công ở Sekbi năm 1999. Bà Nuland không phải dạy thế giới, chỉ riêng Mỹ và NATO kết hợp đã phá hủy nhiều mạng lưới năng lượng hơn Mỹ tự phá hủy. Trong các cuộc tấn công ở Sekbi, máy bay chiến đấu đã làm mất điện hơn 70% diện tích khu vực, theo NATO. Trong khi đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Erin Hynes cho biết họ dự đoán nhịp độ giao tranh ở Ukraine ở tiếp tục đà giảm như hiện nay trong những tháng tới. Tình báo Mỹ cũng không có bằng chứng cho thấy lực lượng Kiev suy giảm ý chí chiến đấu bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine trong lúc mùa đông cận kề. Bà Hynes phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan Thường Niên ở California ngày 3 tháng 12 theo giờ địa phương, theo Reuters. Chúng tôi đang thấy xung đột đã giảm nhịp độ, và chúng tôi cho rằng đây có thể là những gì chúng ta sẽ thấy trong những tháng tới. Bà cho biết quân đội của cả Ukraine và Nga sẽ cố gắng tái trang bị và tiếp tế để chuẩn bị cho một cuộc phản công sau mùa đông, nhưng chưa rõ là họ sẽ làm chuyện đó như thế nào. Bà tỏ ra hoài nghi về khả năng sẵn sàng của Nga, nhưng lạc quan hơn đối với Ukraine. Theo bà Hainis, các mục tiêu chính trị của ông Putin ở Ukraine dường như không thay đổi, nhưng các chuyên gia phân tích tình báo Mỹ cho rằng Ông có thể sẵn sàng giảm bớt một số mục tiêu quân sự ngắn hạn trên cơ sở tạm thời và có thể quay lại vấn đề này vào lúc khác. Lãnh đạo tình báo Mỹ cũng cho rằng kho dự trữ vũ khí của Nga đang vơi đi khá nhanh chóng. Bà Heinitz nói, Việc này cực kỳ đáng chú ý và hiểu biết của chúng tôi là họ không có khả năng sản xuất tại chỗ những gì họ đang sử dụng ở giai đoạn này. Bà cũng cho rằng đây là lý do buộc Moscow phải mua vũ khí từ các nước khác. Nga hiện chưa bình luận về đánh giá này. Ukraine đứng ngồi không yên lo lắng khi các thượng nghị sĩ Mỹ họp kín về hỗ trợ tài chính. Chính quyền Tổng thống Biden bị cho là đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục các thượng nghị sĩ Mỹ thông qua dự luật tài trợ hợp nhất của chính phủ. Văn bản cần phải xong trước ngày 16 tháng 12 năm 2022. Dự luật nói trên bao gồm gói hỗ trợ tiếp theo dành cho Ukraine, dự kiến số tiền được phân bổ sẽ rất khổng lồ, lên tới 37 tỷ đô la Mỹ điều cần lưu ý đó là những vấn đề đối với việc áp dụng chọn gói hỗ trợ không liên quan gì đến phân bổ tiền cho kiev hay đúng hơn là hỗ trợ tài chính gián tiếp cho các tổ chức độc lập điều này sẽ được nói thêm bên dưới vẫn còn phải xem liệu chính quyền có thể thương lượng một gói ngân sách khổng lồ với các thượng nghị sĩ hay không hay là họ sẽ phải đồng ý với quyết định tạm thời tài trợ cho các cơ quan liên bang ở cấp độ năm ngoái điều mà lầu năm góc phản đối mạnh mẽ Hãng thông tấn CNN sau khi trích dẫn các nguồn tin tại Thượng viện Mỹ liên quan đến việc phân bổ tiền cho Ukraine cho biết, các thượng nghị sĩ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp bí mật vào ngày 7 tháng 12 năm 2022. Nhưng có lẽ Ukraine không cần phải lo lắng. Với thực tế Đảng Dân Chủ vẫn giữ được thế đa số trong Thượng viện của Quốc hội Mỹ, các thượng nghị sĩ chắc chắn sẽ thông qua dự luật này. Ngoài ra các đảng viên Cộng Hòa, những người chiếm đa số trong Hạ viện Mỹ nói chung, cũng không phản đối việc tiếp tục tài trợ cho Kiev. Họ chỉ nhấn mạnh rằng cần kiểm soát chặt chẽ hơn việc chi tiêu ngân quỹ. Liên quan đến sự kiểm soát này, theo đánh giá của hãng tin CNN, việc phân phối quỹ viện trợ cho Ukraine sẽ tỏ ra khá hữu ích. Vì vậy, phân tích chi tiết hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Kiev dự kiến như sau: 21,7 tỷ đô la Mỹ phân bổ cho lầu năm góc để trang bị cho Ukraine, bổ sung cho bộ quốc phòng cũng như tiếp tục hỗ trợ quân sự, tình báo và các trợ giúp khác liên quan tới vấn đề quốc phòng. 14,5 tỷ đô la Mỹ cho Bộ Ngoại giao để hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho Ukraine, các khoản đầu tư quan trọng trong tình hình chiến sự, hỗ trợ an ninh, tăng cường an ninh lương thực toàn cầu và viện trợ nhân đạo. 626 triệu đô la Mỹ cho Bộ Năng lượng để hỗ trợ an ninh hạt nhân của Ukraine và hiện đại hóa kho dự trữ dầu chiến lược của nước này. 900 triệu đô la Mỹ cho Bộ Y tế để cung cấp hỗ trợ và đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn cho người tị nạn Ukraine. Theo nhận xét, ngôn ngữ nói trên rất mơ hồ, đặc biệt khi Lầu Năm Góc sẽ nhận được 3 phần tư số tiền tài trợ, bao gồm cả việc tiếp tế cho chính bản thân họ và một vài chương trình quốc phòng khác. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao không bị hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào trong việc sử dụng tiền, chẳng hạn như là viện trợ lương thực và nhân đạo toàn cầu hoặc là các khoản đầu tư quan trọng khác. Trong bối cảnh đó, thậm chí không có ý nghĩa gì khi nói về hàng triệu đô la Mỹ cho Bộ Năng lượng để nâng cấp các kho dự trữ dầu chiến lược. Với những định nghĩa về mục đích chi tiêu như vậy, tiền có thể được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào và ở bất kỳ đâu, cho đến khi đến tay người nhận cuối cùng. Nga tung là xe tăng T-72B3M vừa tiếp nhận vào chiến trường Bắc Mút. Bên cạnh những chiếc T-90M ProRip tối tân, quân đội Nga mới đây còn tăng cường cho chiến trường Bắc Mút hàng chục xe tăng T-72B3M có sức mạnh được đánh giá là không thua kém bao nhiêu. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga mới đây thông báo rằng họ đã nhận được một lô xe tăng hiện đại hóa T-72B3M thế hệ mới. Việc giao hàng được thực hiện bởi nhà máy sản xuất thiết giáp lớn nhất Uran và Zavod. Việc giao hàng được thực hiện vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 và sang tới ngày 2 tháng 12 năm 2022, giới chức quân sự Nga đã chính thức xác nhận thông tin này. Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn nguồn tin riêng cho biết lô chiến xa trên sẽ ưu tiên cho chiến trường Bắc Mút. Xe tăng T-72B3M là một phiên bản hiện đại hóa từ nguyên mẫu T-72B. Trong quân đội Nga, biến thể nâng cấp phổ biến nhất được phân loại là T-72B3. Theo thông cáo báo chí, gần như tất cả các hệ thống của chiếc chiến xa đều được thay mới. Giới truyền thông không biết rõ những hệ thống nào đã được hiện đại hóa, nhưng đại diện của nhà máy tuyên bố rằng khả năng cơ động, sức mạnh hỏa lực cũng như khả năng phòng vệ của cỗ chiến xa đều tăng lên đáng kể. Theo các kỹ sư từ Uran Vagon Zavod, việc hiện đại hóa giúp tăng khả năng sống sót và hiệu quả sử dụng của phương tiện bọc thép. Công ty cho biết nâng cấp quan trọng nhất có tính đến hoạt động chiến đấu thực tế, đặc biệt khi phương tiện bị tên lửa chống tăng tấn công. Hãng thông tấn TASS thông báo thêm việc giao hàng lần này là một phần của mệnh lệnh quốc phòng cấp nhà nước. Bộ Quốc phòng không thông báo số lượng xe tăng hiện đại hóa được gửi ra tiền tuyến cụ thể là bao nhiêu. Hai năm trước, Uran Vagon Zavod đã hiện đại hóa và chuyển giao hơn 120 xe tăng T-72B3M cho quân đội Nga. Năm 2021, Liên bang Nga tuyên bố sẽ thay thế pháo chính của xe tăng bằng loại 125mm kiểu mới. Quá trình hiện đại hóa T-72B thành T-72B3M bắt đầu vào năm 2018. Sau đó, chiếc xe tăng nâng cấp đầu tiên nhận tên định danh là T-72B3M đã nhanh chóng vượt qua một số bài kiểm tra cấp nhà nước. Ngoài pháo mới, xe tăng còn nhận được động cơ mạnh mẽ hơn với công suất lên đến 1.130 mã lực. Ngoài ra, khả năng bảo vệ tháp pháo, giáp bên hông của xe tăng cũng như phần sàn của khung gầm cũng được tăng cường. Vào năm 2018, nhà sản xuất thông báo rằng xe tăng sẽ nhận được một hệ thống liên lạc kỹ thuật số mới, thiết bị ngắm ngày và đêm tiên tiến, hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số cũng như một số hệ thống khác chưa bao giờ được chỉ định. Theo giới chuyên gia quân sự, Đặc điểm rõ ràng giúp phân biệt T72B3M với T72B3 thường là sự xuất hiện của kính ngắm toàn cảnh lắp giữa tháp pháo. Nhưng có vẻ như trên những chiếc T72B3M mới bản giao, chi tiết này đã biến mất. Nga là nhà khai thác T72 lớn nhất và duy nhất của phiên bản T72B3M. Các quốc gia khác có xe tăng T72 nhận được sửa đổi gần với B3M nhưng không giống, đó là Syria và Belarus. Hơn 25.000 chiến xa đã được sản xuất từ năm 1973 và quá trình này vẫn tiếp tục. Trong những tháng gần đây, các lô xe tăng T72, T80 và T90 mới đã được cung cấp cho các đơn vị tiền phương. Nga đã tăng giờ làm việc và chuyển hướng ngân sách quốc phòng sang sản xuất cũng như bảo trì thiết bị chiến đấu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở các bản tin tiếp theo.